Bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai được chúng tôi đục chạm trên nền gỗ pơ mu Yên Bái, rất nhiều vân xoắn, nhiều tinh dầu và hương thơm, cũng phải nói là rất ngọt ngào. Chúng tôi sắp xếp các cặp hoa điểu đi cùng với nhau như tùng với hạc, cúc với kê, trúc với trích, mai với điểu. Trên mỗi bức tranh đều có cặp đôi để thể hiện cho sự hạnh phúc lứa đôi, tình cảm gia đình. Trên phơi gỗ dày 6cm, chúng tôi đã đục kênh bong 4,5cm, nên từng tán tùng, từng bông cúc đều nở, từng khóm trúc đều kênh bong, đan xen cành lá cho đến các cụm hoa mai có 3-4 tầng lớp đều để lại những cái bông hoa khoe sắc rất là đẹp. Với sự đầu tư thời gian và nghiên cứu kỹ các mẫu trên thị trường, chúng tôi đã sáng tạo nên bộ tranh này để đảm bảo sự độc bản từ xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Và các bạn cảm nhận như thế nào về bộ tranh tứ quý mới nhất năm 2023 này? Hãy để lại chia sẻ nhé!